bạn là muốn ở phía trên của cái đường Vision Frontier này thì nó sẽ không thể đạt được gọi là unattainable portfolio. Và nếu mà mình ghép danh mục đầu tư ở phía dưới cái đường này thì người ta gọi là inefficient portfolio, tức là những cái danh mục đầu tư không hiệu quả. Đương nhiên thì không phải là ai cũng có thể ghép được các cái tài sản nó hiệu quả. Thường thì là những cái người mà đầu tư chuyên nghiệp ấy, họ sẽ nắm vững các cái kiến thức về quản về về rủi ro và sinh lời thì họ sẽ là đạt được cái mức là ở trên cái đường efficient frontier này. Nhưng mà đây thì tóm lại là một cái đường của thị trường. Đương nhiên thì khi đầu tư ấy, là chúng ta sẽ còn bị ràng buộc bởi những thứ khác. Là đôi khi chúng ta muốn nằm trên cái đường này nhưng mà nằm ở vị trí nào trên cái đường này, có nghĩa là ở trên đường này nó có tí tỉ các điểm khác nhau. Thì điểm nào cũng là cái đường gọi là hiệu quả của thị trường. Vậy thì khi đầu tư chúng ta đầu tư ở điểm nào trên các cái đường như thế, trên cái đường như vậy. Thế thì đường đường thứ hai cũng là cái khái niệm thứ hai mà hôm trước chúng ta học, đấy là indifference curve, hay là gọi là đường bàng quan. Thế thì đường này là cái đường mà nó sẽ giống như nhau, các nhà nhà đầu tư sẽ giống như nhau khi mà họ trượt trên mấy cái đường này. Đương nhiên thì cái đường ở phía trên ấy bao giờ cũng happy hơn so với cái đường ở phía dưới, là bởi vì cùng một cái mức rủi ro thì nhà đầu tư sẽ đạt được cái mức sinh lời cao hơn. Nhà đầu tư thì luôn luôn là muốn chuyển dịch từ cái đường indifference curve ở phía dưới lên cái đường indifference curve ở phía trên. Thế nhưng mà cái độ cong ấy của cái đường indifference curve này thì nó sẽ tùy thuộc vào từng nhà đầu tư. Cụ thể là họ sẽ tùy thuộc vào cái thái độ của họ đối với cả rủi ro. Tiếp nữa là chúng ta học cái khái niệm gọi là capital allocation line. Thì đây là cái đường vẫn là thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và cái mức sinh lời của cái danh mục đầu tư. Nhưng trong cái đường K này người ta xét cái trường hợp đặc biệt, đấy là chúng ta sẽ kết hợp một tài sản rủi ro với một tài sản phi rủi ro. Cái tài sản phi rủi ro ở đây có thể hiểu là một tài sản phi à xin lỗi tài sản phi rủi ro là cái loại đặc biệt ở trên thị trường. Thế còn cái loại tài sản rủi ro ấy mình có thể hiểu là một tài sản rủi ro đơn lẻ hoặc là một portfolio gồm các tài sản rủi ro. Một portfolio gồm các tài sản rủi ro thì lại quay về cái đường efficient frontier này, tức là khi chúng ta xây dựng một cái portfolio gồm các cái tài sản rủi ro thì nó sẽ nằm đâu đó, nếu hiệu quả nhất thì nó sẽ nằm ở trên đường efficient frontier. Bây giờ ta sẽ ghép cái danh mục rủi ro đấy với lại một cái tài sản phi rủi ro R, risk free rate, risk free asset, thì chúng ta sẽ có cái đường, cái khái niệm đường người ta gọi là capital allocation line. Hay nói khác đi là tiền của bạn sẽ chia bao nhiêu phần trăm cho tài sản phi rủi ro và bao nhiêu phần trăm cho các tài sản rủi ro. Tại nguyên nhân là trong thực tế thì khi các nhà đầu tư người ta thực hiện đầu tư ấy, thì bao giờ người ta cũng có một cái tài sản phi rủi ro và các tài sản rủi ro. Tại vì sao? Tại vì đa phần thì người ta muốn là các cái nhà đầu tư muốn là có một cái mức độ rủi ro, tức là gọi là an toàn nhất định. Đó. Thế thì sao cái này của cô nó tự nhiên mất cái đường ấy rồi, mất cái slide đấy nhỉ? Đợi cô một chút nha. Chút mát xem nó không bị sao này. Sao nó bị cắt mất rồi? À, đây rồi. Đó. Thế thì cái allocation line nó có ý nghĩa rằng là tôi allocate cái vốn của tôi ấy bao nhiêu phần cho cái tài sản, các tài sản rủi ro và bao nhiêu phần cho cái tài sản phi rủi ro. Thế thì khi mà mình thực hiện xác định xem là cuối cùng thì mình allocate bao nhiêu phần trăm cho cái tài sản rủi ro và bao nhiêu phần trăm cho các tài sản phi rủi ro,
thì mình sẽ xem xét cái mối quan hệ giữa cái đường indifference curve của cái nhà đầu tư với lại cái đường 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 C AL đường Khan. Thì đối với nhà đầu tư A thì ta thấy là người ta sẽ chọn một cái tỷ lệ khác, còn đối với nhà đầu tư B thì người ta sẽ chọn một tỷ lệ khác. Trong đó thì mình có thể thấy là cái nhà đầu tư B đang để tỷ trọng nhiều hơn cho các tài sản rủi ro và nhà đầu tư A đang để tỷ trọng ít hơn cho các tài sản rủi ro. Điều đó cũng có nghĩa rằng là nhà đầu tư A thì cho cái tỷ lệ đầu tư nhiều hơn cho tài sản phi rủi ro. Hay nói khác đi là nếu chúng ta bỏ vào tiền vào một bên là ngân hàng và một bên là kênh chứng khoán và kênh bất động sản chẳng hạn, thì cái nhà đầu tư A ấy, họ sẽ bỏ phần nhiều vào ngân hàng hơn so với lại bỏ vào kênh chứng khoán và bất động sản. Còn cái nhà đầu tư B ấy, thì ngược lại, họ sẽ bỏ ít thôi vào ngân hàng và họ sẽ bỏ nhiều vào kênh chứng khoán và bất động sản. Hai kênh đó là đầu tư nhiều, là rủi ro nhiều hơn. Thì đặc trưng của nhà đầu tư A là more risk averse than investor B, tức là họ kháng rủi ro, họ sợ rủi ro nhiều hơn là cái ông đầu tư, nhà đầu tư B. Đó, thì như vậy là mình sẽ nhìn thấy được cái sự khác biệt của các nhà đầu tư trong cùng một thị trường, có nhà đầu tư kiểu này và có nhà đầu tư kiểu khác, đúng không? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần này thì chúng ta xem rồi đúng không? Ok, hôm trước là mình này. Ok, thì đây là cái sự kết hợp giữa đường Khan. Đường này là đường Capital Market Line. Đường này là đường khác. Ok, mình sẽ xem ví dụ đi. Đường Capital Market Line là đường thị trường vốn. Capital Market Line là nó nằm ở trong cái nằm trong cái gì nhỉ? Nằm trong cái mô hình kép em. Nằm trong mô hình kép em, đây là một cái đường của thị trường. Nếu như mà chúng ta giả định rằng là các nhà đầu tư ấy, thì có cái kỳ vọng giống như nhau, thì tất cả các đồ nhà đầu tư thì sẽ có một cái same optimal risky portfolio, tức là sẽ có một cái danh mục đầu tư rủi ro gọi là tối ưu giống nhau. Cái đường Capital Market Line này là nó thể hiện cái thái độ chung của thị trường nhé, coi như các nhà đầu tư là giống hệt nhau. Thì với một cái standard deviation ở phía trục ngang ấy, thì bạn sẽ có một cái error, tức là expected return ở cái trục dọc. Và cái portfolio mà chúng ta xem xét
cái portfolio của toàn bộ thị trường ấy, trung bình của thị trường ấy, thì nó là cái điểm mà các bạn nhìn thấy là giao tuyến giữa đường Efficient Frontier và đường Capital Market Line. Thế còn sau đấy nếu như mà bạn muốn nếu như mà bạn nằm ở cái điểm giao điểm giữa cái đường này với lại cái trục nằm dọc R thì đấy chính là risk free rate, tức là trong trường hợp bạn đầu tư hoàn toàn là 100% cái tài sản phi rủi ro. Ok, nếu bạn đầu tư hoàn toàn 100 cái tài sản, cái danh mục của thị trường nhá, danh mục của thị trường thì chúng ta sẽ ở cái điểm này, và nếu như mà bạn đầu tư giữa cái điểm đầu tiên này, các bạn vẫn nhìn thấy cái slide cô đúng Vâng ạ. không? Ok, nếu như mà bạn vẫn bạn nằm ở giữa cái điểm này đến điểm này thì bạn sẽ gọi là đầu tư chỉ một phần vào cái tài sản phi rủi ro thôi và một phần vào cái tài sản rủi ro, thì người ta gọi cái trường hợp này là bạn 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 cho tiền một chút vào ngân hàng đấy và gọi tính là lending, còn phần còn lại bạn đầu tư. Trường hợp nếu như bạn đầu tư ở cái điểm này thì cũng được. Trong trường hợp này thì đến đây là hết tình trạng lending rồi, có nghĩa là lúc đấy 100% bạn đã đầu tư vào các tài sản rủi ro rồi. Thì cái phần vốn mà bạn cần ở phía trên này này là bạn phải đi vay. Và đấy là trường hợp mà ví dụ như các bạn là đầu tư chứng khoán theo kiểu margin ấy, có nghĩa là ví dụ bạn có 1 đồng thì bạn sẽ đầu tư theo kiểu 50% là đi vay. Thì người ta sẽ cho bạn vay là 0,5 đồng để bạn tiếp tục đầu tư tiếp. Đó, thì ở phía trên này người ta gọi là tình trạng borrowing, tức là bạn đi vay để bạn đầu tư. Và phía dưới này là bạn đầu tư chưa hết cái số tiền của bạn, thì người ta gọi là tình trạng lending, tức là bạn vẫn cho vay một chút để cho người khác đầu tư. Bây giờ mình sẽ xem cái ví dụ ở phía dưới này. Portfolio risk and return with borrowing and lending. Để người ta xem là ở khi mà bạn vay hay là bạn cho vay thì nó ảnh hưởng trong cùng của bạn. Bây giờ giả định rằng là cái tỷ lệ risk free rate, tỷ lệ sinh lời phi rủi ro, tức là tỷ lệ sinh lời phi rủi ro là 5%. Expected rate of return on the market, tức là cái tỷ lệ lãi dự kiến trên thị trường ấy là bao nhiêu? Là 11%. Có nghĩa là đây là cái mức lãi trung bình trên thị trường nhé. Thì các bạn có thể nhớ lại cái mô hình kép em hay thì nó chính là RM ấy. Và RM đấy thì ví dụ như mình tính ở trên thị trường Hà Nội thì nó sẽ là chỉ số của sàn giao dịch Hà Nội, HNX. Thế còn đối với cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ hiểu nó là VN Index. Đấy, thì đấy là 10% à 11%. Và cái standard deviation of return on the market portfolio sigma M là 20%. Tính cái expected return and standard deviation of return for portfolio, đầu là mình phải tính, một là cái expected return, tức là cái mức sinh lời bình quân, và thứ hai là cái mức độ rủi ro dưới dạng là standard deviation của cái portfolio ấy, mà có 25% này, 75% và 125% là đầu tư vào cái market portfolio, và chúng ta sẽ sử dụng cái RM để thể hiện cái tỷ trọng của cái portfolio đấy. Ok, cái 25% và 75% có nghĩa là bạn đang chưa, cái portfolio đấy là chưa đầu tư hết tiền của nhà đầu tư, hay nó khác đi là cái phần còn lại là người ta đang gửi ngân hàng. Còn trường hợp mà 125 này thì rõ ràng là nhà đầu tư đang phải vay mượn thêm để có thể đầu tư. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cái expected portfolio return calculated, tức là người ta cho mình sẵn công thức là E của RP sẽ bằng 1 trừ WM này nhân RF này cộng với cả WM nhân với cả ERM
Ok, đúng không ạ? Thế thì chỗ này chúng ta có WM là tỷ trọng của cái portfolio, market portfolio ở trong danh mục đầu tư này. Và đương nhiên cái phần còn lại sẽ là 1 trừ đi WM thì là cái tỷ trọng mà mình đầu tư vào cái tài sản phi rủi ro RF, đúng không? Đó thì có phải là cái mức sinh lời trung bình là mình sẽ tính theo công thức này. Mình ta sẽ cái phần này thiếu lời giải đúng không? Ok. Thiếu lời giải. Thì con chết lại xem là nó đi đâu mất rồi. Ok. Bây giờ mình nếu mà không có thì mình tính được, nhưng mà tính nó hơi bị lâu ấy nhỉ. Để cô thử check xem là phần kia nó có không. Ok, cái này nó cũng không có gì luôn đấy nhỉ, không có giải luôn. Ok, giờ thì mình giải thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ làm hai trường hợp thôi cho nhanh nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm trường hợp 25% và 125%. À, 25% và 125%. Bây giờ chúng ta phải tính cái sigma. Bây giờ là trường hợp số 1 nha các bạn nhé, là 25% này. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái E của RP, cô viết tắt là EP, à quên RP luôn nhé. RP thì chúng ta sẽ lấy là 75% này nhân với cả không, à, nhân với cả 5% này cộng với lại 25% này nhân với 11%. Cái này với các bạn thấy là không có vấn đề gì. À, mục tiêu của chúng ta là so sánh thôi, so sánh giữa hai trường hợp thôi. Thì cái này các bạn tính tạm cho cô bằng bao nhiêu? 6,5% ạ. Bạn nào tính cho cô cái phép tính đầu tiên đi. 6,5% ạ. 6,5%. Ủa? 5%. Qua cái dưới là 5% chứ cô? 25, 25 nhân 2 ở 5%. Rồi. Trường hợp số 2 nhé, là 125% nhé. Ok. Thì cô sẽ ghi vào đây là 6,5% nhé. Và 5% để tiết kiệm cái này. Giờ cô sẽ xóa cái phần này đi để có chỗ mà biết. Đâu nhỉ? Cái xóa của cô đi đâu nhỉ? Xóa thành cái màu này.
mất mất rồi. Ok, cô ghi lại thôi, nhớ lại thôi. Color này. Chuyển sang cái trường hợp số 1 này. Là cái error P thì bằng là 6,5% này. Và sigma P thì bằng là 5%. Đây là cái trường hợp 2, là cái trường hợp 125% nhé. Thì các bạn tính lại thôi. RP trong trường hợp này nó sẽ bằng là, nó xuất hiện là 125 này. Thì cái này bạn vẫn tính bình thường nhé. Một, tại vì bạn đi vay mà, thì coi như cái phần này là phần nó bị ảnh hưởng do là cái lãi vay bạn phải trả. Và cái lãi vay bạn phải trả ấy, thì người ta tính đúng bằng cái RF thôi. Cho nên bạn vẫn để là 1 trừ đi 1,25 nhé, như bình thường. Nhân với cả RF cộng với cả 1,25. Quên lại 1%, bỏ chữ phần trăm này đi. Nhân với cả bao nhiêu phần trăm nhỉ? 11%. Đấy, các bạn tính lại cho cô nó bằng bao nhiêu? 12,5 ạ. 12,5 ạ. 2,5 ạ. 12,5 ạ. 12,5%. Ok. Và đến sigma P thì chúng ta sẽ tính là bằng 12,5, 125% này, nhân với lên với 20% nhỉ. Đấy, thì bằng bao nhiêu các bạn? 25%. 250 à? 25% nhỉ. Ơi. Đúng ạ. Ừ. Đấy, thế thì cái này mình so sánh thôi. So sánh là cái nếu mà trường hợp là mình xử lý mình đầu tư dạng dưới dạng là borrowing nhé. Đến 125% cái chứng khoán thì cái là 125% cái tài sản rủi ro ấy, thì cái mức sinh lời của mình sẽ rất là cao, nhưng mà vấn đề là cái rủi ro của mình nó cũng sẽ tăng rất là mạnh như thế này. Rủi ro này là tăng đến 5 lần đúng không? Và cái mức sinh lời của mình thì tăng được 2 lần. Ok. Thế thì cái này nó giống hệt như là các bạn đầu tư chứng khoán bằng margin ấy. Thì nếu như mà bạn lãi là bạn lãi rất là khủng khiếp. Tức là bạn rơi vào cái phần là không rủi ro. Cái mức rủi ro của bạn là 25%, vậy thì 75% của bạn là mức không rủi ro. Và nếu bạn rơi được vào cái phần không rủi ro, hay nói khác đi là bạn lãi, thì cái mức lãi của bạn nó được nhân lên rất nhiều. Nhưng trong trường hợp là nếu như bạn lỗ ấy, thì bạn sẽ, tức là rơi vào 25% rủi ro này, thì bạn sẽ lỗ rất là nặng và thậm chí là mất trắng. Đấy. Thế thì thường trong những trường hợp mà cái thị trường nó đang như hiện nay thì những cái người mà đầu tư chứng khoán ấy, họ đầu tư margin thì cô thấy rất là lãi. Chẳng hạn như bạn cô là vừa mới khoe là lãi đến cả 1 tỷ tiền chứng khoán chỉ trong vòng vài tháng thôi, và bạn ấy đầu tư margin, tức là cái margin bạn ấy thường là được đến 50 cho đến 60%. Thế còn một số bạn khác thì gọi là rụt rè hơn, không đầu tư margin thì cái mức lãi của bạn ấy thấp hơn, nhưng mà lãi đến 1 tỷ trong vòng vài tháng là rất là khủng khiếp. Chứng tỏ là thị trường chứng khoán nó lên rất là khủng khiếp luôn. Đó thì chơi chứng khoán thì nó có một cái nhược điểm là, nó có cái ưu điểm là nếu mà bạn lãi là bạn lãi rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà nếu lỗ thì cũng như kiểu trong vòng chớp mắt là cái phần lãi của bạn nó cũng đi tiêu. Cho nên là nhìn chung thì cũng tương đối là phải gọi là thần kinh thép một chút đấy. Đó thì đấy là cái minh họa thôi để mình xem xét trong việc là mình đi vay để mình đầu tư chứng khoán. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần tiếp theo. Thì cái phần tiếp theo của các bạn ấy thì nó lại rất là mừng là vì mình đã học rồi. Tức là nó nói về cái rủi ro hệ thống và cái rủi ro phi hệ thống. Thì cái này ở trong khi mà chúng ta học cái môn định giá tài sản cũng như là trong môn quản trị tài chính ấy, thì chúng ta đều đã đề cập rồi và đề cập rất là kỹ. Cho nên là phần này cô cũng sẽ đi nhanh hơn một chút. Thì cái rủi ro hệ thống risk, systematic risk, hay còn gọi là market risk, rủi ro thị trường ấy,
thì nó được gây ra bởi những cái macro factors, những cái yếu tố mang tính vĩ mô, ví dụ như interest rate, GDP growth hay là supply shock. Thì cái interest rate là cái phần lãi của thị trường tăng lên hay giảm xuống. GDP growth chẳng hạn thế, thì là ví dụ Việt Nam trong cái năm vừa rồi bạn thấy là cái GDP growth là nó thấp hơn năm ngoái, tức là người ta thấy là trong cái thời gian từ bao nhiêu nhỉ? Từ năm từ tháng 7 cho đến tháng 10 thì là cái GDP như không tăng. Và nếu mà cái tình trạng nó vẫn không được cải thiện trong mấy tháng cuối năm thì cái GDP năm nay của chúng ta, cái tăng trưởng nó còn tệ hơn cái năm ngoái. Năm ngoái thì bạn nhớ là GDP của Việt Nam tăng trưởng ở mức khoảng 3%. Bình thường thì chúng ta sẽ tăng trưởng ở mức khoảng 6-7%. Ok. Cái supply shock là những cái yếu tố, các cái cú sốc ở phía cung, và thường là nó liên quan đến xăng và điện. Điện ở Việt Nam thì ok, chủ động được, nhưng cái xăng ấy là mình phải phụ thuộc vào cái thị trường thế giới. Thế cho nên là vừa rồi thì chúng ta vừa có một cái cú sốc về xăng. Thì nếu mà bạn theo dõi trên giá cả trên thị trường hoặc là các bản tin tài chính ấy, thì bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái cú sốc về xăng, và cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các cái công ty vừa mới gọi là khôi phục lại sau cái COVID thôi, sau khi mà cái lệnh mở cửa COVID thôi, nhưng mà cũng đã gặp một cái cú sốc mới. Tiếp theo là cái systematic risk này được measure by covariance of return with the returns on the market portfolio. Có nghĩa là cái này người ta sẽ đo lường dựa trên cái covariance, tức là cái mối quan hệ, cái hiệp tương phương sai giữa cái thu nhập của cái tài sản mà chúng ta xem xét với lại thu nhập của danh mục thị trường, market portfolio. Ok. Như vậy nó là cái sự tương đối thôi, đúng không? Giữa mối quan hệ giữa thằng này với thằng kia. Đối với cả unsystematic risk thì người ta còn gọi nó là firm specific risk. Đây là rủi ro phi hệ thống hoặc là rủi ro đơn nhất liên quan tới doanh nghiệp. Okay. Thì cái rủi ro này nó gây ra bởi các cái firm specific events, tức là những cái sự kiện mà liên quan tới một doanh nghiệp hoặc một vài doanh nghiệp nhất định thôi. Và cái này thì người ta ghi là can be reduced hoặc là eliminate by holding well diversified portfolios. Tức là chúng ta có thể giảm đi hoặc là thậm chí là loại bỏ hoàn toàn bằng cách là giữ một cái các cái danh mục đầu tư mà được đa dạng hóa tốt, well diversified. Đó, thì như vậy khi mà chúng ta có thể bỏ được cái rủi ro phi hệ thống thì only systematic risk is awarded with higher expected return. Có nghĩa là nếu như mà bạn đầu tư trên thị trường và bạn không biết tự bỏ cái unsystematic risk thì bạn sẽ không được cái award, tức là cái phần thưởng cho việc chịu đựng cái unsystematic risk này. Bởi vì là việc mà phải chịu đựng thì đấy là cái lỗi của bạn, là lỗi của nhà đầu tư bạn, chứ không phải là vấn đề của thị trường. Còn thị trường người ta chỉ có trao phần thưởng cho những người mà phải chịu đựng cái systematic risk này thôi. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta xem lại cái hình mà các bạn cũng đã xem rồi. Đây là mối quan hệ giữa number of securities in the portfolio, tức là số cái chứng khoán ở trong danh mục đầu tư hoặc là số tài sản trong danh mục đầu tư. Và cái trục nằm dọc này chính là standard deviation, tức là rủi ro sigma. Thế thì khi mà mình tăng cái numbers of securities in the portfolio thì bạn cũng sẽ thấy là cái risk hay là cái standard deviation của cái danh mục đầu tư nó giảm đi. Ok. Và nó giảm theo cái đường cong cong ở phía trên này. Khi mà bạn đưa cái số lượng của cái tài sản trong danh mục đầu tư lên đến tầm khoảng 30. 30 này, cái con số 30 lấy ở đâu ra? Cái con số thực nghiệm thôi. Người ta thấy là sau khi người ta đầu tư rất nhiều thì người ta thấy là như thế. Thì nếu bạn nâng lên tầm khoảng 30, và đương nhiên cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà bạn phải là well diversified portfolio, tức là bạn phải rất là tỉnh táo trong việc là ghép các cái tài sản trong danh mục đầu tư ấy. Thì khi nâng đến 30
tài sản trong danh mục thì cái rủi ro phi hệ thống của danh mục đầu tư nó sẽ giảm xuống bằng 0. Và cái phần còn lại từ đây đến đây thì nó sẽ chỉ là cái rủi ro hệ thống của danh mục đầu tư thôi. Đó. Thì cái rủi ro hệ thống này là cái rủi ro mà bạn sẽ được phần thưởng chịu đựng. Ok. Thế thì đây là cái return generating model. Đây là mô hình, cũng là cái mô hình mà là cái mô hình mà bạn đã gặp rồi đấy, nhưng mà ở đây chúng ta chưa gọi nó là mô hình cam. Người ta gọi nó là mô hình tạo ra thu nhập, và cái mô hình thị trường thì nó có cái công thức như sau. Thứ nhất là ROI, cô bỏ chữ E nhé, E là expected thôi. ROI trừ đi RF sẽ bằng beta I nhân với RM trừ đi RF. Trong đó thì cái mô hình thị trường này thì có một cái single risk factor, tức là nó chỉ có một cái yếu tố rủi ro duy nhất thôi, người ta gộp vào trong cái beta I. Và the excess return on the market, cái rủi ro của tài sản beta ấy, thì là cái sự nhạy cảm của cái thu nhập của tài sản đối với cả cái yếu tố rủi ro duy nhất đó. Và cái excess return are linear function of market excess return. Ok. Cái rủi ro duy nhất đấy được biểu hiện bằng cái RM trừ RF nha các bạn nhé. RM trừ RF đấy là cái mức rủi ro của danh mục thị trường so với lại cái rủi ro của so với tài sản phi rủi ro. Đấy, người ta gọi là cái rủi ro duy nhất của thị trường. Và lúc đó thì chúng ta sẽ chỉ có một beta I thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tính cái mức gọi là asset excess return, tức là cái rủi ro thì đúng hơn, phần bù rủi ro của tài sản ở phía bên này nó sẽ bằng là beta I nhân với lại cái phần bù rủi ro của thị trường. Đấy là cái trường hợp đầu tiên, model đầu tiên là chúng ta chỉ có một yếu tố rủi ro thôi. Cái mô hình số 2 thì người ta tính là multi-factor models, tức là chúng ta có nhiều các yếu tố rủi ro khác nhau. Thì các cái yếu tố rủi ro, the factors, ký hiệu là F, được expected value of each risk factor, tức là cái giá trị dự kiến của mỗi cái yếu tố rủi ro. Và cái beta IK thì là cái độ nhạy của tài sản đối với cả mỗi cái yếu tố rủi ro đấy, hoặc người ta còn gọi là factor loading cho mỗi cái yếu tố rủi ro. Thì lúc đó cái công thức về sinh lời của tài sản, cái vế bên trái là ROI trừ RF ấy, nó sẽ phải bằng là beta I1 nhân với cả F1 cộng với beta I2 nhân với F2 cộng beta vân 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 nhân với là FK. Điều này có nghĩa rằng là ví dụ như trong cái trường hợp của chúng ta tính là interest rate nó là một loại rủi ro này, một cái yếu tố rủi ro, GDP growth nó lại là một yếu tố rủi ro khác, hay là supply shock nó là một yếu tố rủi ro khác. Như vậy có 3 yếu tố rủi ro. Thì ở trong trường hợp này, người ta sẽ thay F1 là một yếu tố rủi ro, là ví dụ interest rate, risk 2 là GDP growth là cái F2 này, và cái F3 nó sẽ là cái supply shock. Thì người ta tính riêng lẻ từng cái yếu tố rủi ro này, và khi mà mình tính riêng lẻ như vậy thì chúng ta sẽ có 3 cái beta. Và lúc đó thì cái phương trình của chúng ta, cái mức sinh lời của cái tài sản rủi ro mà chúng ta đang nắm giữ ấy, thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cái số hạng trong cái biểu thức ở phía bên tay phải. Đó, như vậy là cái mô hình đấy người ta gọi là multi-factor model. Đây là cái ví dụ mà cô vừa mới ví dụ thôi. Ok. Bây giờ các bạn nhìn xem đây là mô hình gì đấy, Fagma and Friend 3-factor model, tức là
cái mô hình này là cái mô hình do ông Fama đưa ra, và cái này nó được xem xét ở trên thị trường của Pháp. Thì các cái yếu tố rủi ro mà ông ý đưa ra thì gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là firm size, tức là xem cái quy mô của doanh nghiệp. Thứ hai là book to market ratio, tức là cái tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của chứng khoán. Và thứ ba là excess return on the market portfolio. Như vậy là thông thường thì bình thường chúng ta hay chỉ xét đến cái trường hợp số 3 thôi. Mô hình của ông này thì ông xét 2 thứ nữa. Thứ nhất là cái firm size và thứ hai là book to market ratio. Đó thì sau đó có một cái ông khác tên là Carhart thì ông cũng đã tính thêm cái yếu tố số 4 ấy, là momentum. Và những cái model này thì giải thích được cái sự thay đổi của cái giá chứng khoán, giá cổ phiếu ở US tốt hơn là cái mô hình single market model. Ok. Đó thì thực ra là càng khi mà chúng ta càng tính nhiều các cái yếu tố đơn lẻ vào thì đương nhiên là cái mô hình nó sẽ càng dễ hơn, tức là càng giải thích tốt hơn thôi. Tại vì là về các bản thì cái sinh lời của một cái tài sản nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đúng không? Thay vì là chỉ phụ thuộc vào thị trường. Đó, thế thì đấy là cái mô hình, các cái mô hình về xác định cái mức sinh lời của tài sản khi chúng ta đầu tư trên thị trường. Để tính cái beta đó ấy, thì người ta sử dụng cái mô hình KEPM. Thì mô hình KEPM nó có 2 đường, nếu các bạn nhớ. Chúng ta có đường thứ nhất là đường characteristic line, tức là đường đặc trưng. Đường đặc trưng sẽ cho mối quan hệ phụ thuộc giữa một bên là cái RI trừ đi RF và một bên là cái RM trừ đi RF. Đúng không ạ? Thế thì nhớ nhé, một bên là RI trừ RF, đấy là cái sinh lời, hay nói khác nói chính xác hơn thì đấy là phần bù rủi ro của cái tài sản chúng ta đang xem xét. Và cái trục nằm ngang của chúng ta đấy là RM trừ RF, chính là cái mức sinh lời hay chính xác ra thì nó là cái phần bù rủi ro của cái danh mục thị trường. Và cái góc beta này thì chúng ta cái đường màu xanh này thì chúng ta xây dựng dựa trên rất nhiều thứ đúng không, dựa trên rất nhiều cái dấu chấm mà chúng ta xem xét ở đây. Mỗi một cái dấu chấm này là một cái điểm ở trên thị trường đúng không, sau đấy chúng ta vẽ cái đường màu xanh này chính là cái đường xu hướng, và cái góc này, tan của cái góc này thì chính là beta, hay chính là cái độ dốc của cái đường này thì chính là beta. Đây người ta ghi cái slope này nó bằng là covariance của IM chia cho sigma bình phương M. Đấy, tức là tính cái này bằng đại số thôi. Đấy, thế thì cái đường này các bạn nhớ rồi đúng không? Là chúng ta có nhiệm vụ là tìm tất cả những cái điểm chấm chấm này, xong là chúng ta tính cái đường xu hướng và chúng ta xem cái góc này. Thì tại sao nó gọi là đường characteristic line? Tại vì là nó thể hiện cái đặc trưng về cái tài sản mà chúng ta đang xem xét, tức là cái tài sản Y với so sánh với cái đường. Thì nếu như chúng ta không nhìn bằng hình mà chúng ta tính trực tiếp đại số, thì cái beta Y nó sẽ tính bằng công thức như lúc nãy chúng ta xem ở trên hình, đấy là bằng covariance của Y và market portfolio với lại bình phương, sigma bình phương của market portfolio. Thế còn cái beta của portfolio ấy thì nó sẽ bằng là WE, sigma của WE nhân với beta Y. Có nghĩa là ví dụ đây là cái beta của một cái tài sản A nào đấy đúng không? Thế thì sau đấy chúng ta sẽ ghép tài sản A với tài sản BCD thì chúng ta sẽ sử dụng cái beta của portfolio bằng cái công thức ở phía bên này. Beta Y này cũng có thể tính bằng công thức này, tức là chúng ta đổi cái cốt này bằng cái rho đúng không? Nhân với cả sigma y nhân sigma market. Đó, thì sau đó chúng ta chia ra thì có phải là nó sẽ bằng là rho này của y nhân với cả là của y và market portfolio này nhân với cả sigma y chia cho sigma market này.
hoặc là chúng ta có thể đổi nó thành là cốt của y và market này nhân với cả chia cho sigma y nhân với cả sigma của market nhân với cả ở phía trong ngoặc này lại sigma y chia cho sigma market, tóm lại là nó cũng vẫn là cái con số trên kia thôi, nhưng mà chỉ có điều là bạn sẽ biến đổi nó làm sao cho nó phù hợp trong từng tình huống cụ thể. Trường hợp beta market thì bạn sẽ lấy làm sigma đúng không, bằng rho của market, market thì chính bằng 1, và đây là sigma market chia sigma market thì đương nhiên là bằng 1 đúng không. Như vậy beta của cái danh mục thị trường ấy bao giờ cũng bằng 1, và beta của tài sản khác ấy thì nó sẽ chạy trên dưới 1 đúng không. Ok, nếu trên 1 thì chúng ta nói là tài sản nó rủi ro hơn mức thị trường, còn nếu dưới 1 thì chúng ta nói là tài sản ít rủi ro hơn mức thị trường. Cái beta này của chúng ta cũng có thể âm, bởi vì bản chất của COF và cái market portfolio là nó cũng có thể âm đúng không, cho nên nhớ như là beta vẫn có thể âm như bình thường các bạn nhé, khi mà chúng ta tính ra. Bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ như sau. Chúng ta hãy tính cái beta của tài sản. Standard deviation of the return on the market index is estimated as 20%, tức là cái sigma đấy của cái tài sản danh mục thị trường là 20%. Nếu như tài sản A, cái sigma tài sản A là 30%, và cái correlation of return with the market index là 0.8, thì hỏi là asset A beta bằng bao nhiêu. Như vậy mình áp dụng công thức thôi, vì ở đây người ta cho cái correlation of return, tức là cái